đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình mặc đồ thể dục của trường mình. Yeah. Thì thật ra là năm lớp 10 mình có đăng ký môn gym và mình mua cả hai bộ đồ gym luôn. Nhưng rốt cuộc thì lớp 11 mình không học gym nữa và mình cảm thấy bỏ nhà rất là phí và đồ cũng rất là đẹp nữa. Nhưng mà nhìn là đó, một cái áo rất là cute và ở dưới đây là quần ở nhà. Nhưng mà không sao, mặc đồ rất là thoải mái. Và mùa dịch đây thì không có đi shopping được đúng không các bạn, cho nên có gì mặc đã thôi. Thì hôm nay mình đã quyết định rằng mặc dù nghỉ quarantine và không có đi học, nhưng mà mình cũng quyết định rằng mình sẽ bận một cái bộ đồ giống như là mình sẽ đi học ở trên trường vào mùa hè. Tại vì mùa hè thì nóng, ở trên trường không có ai care các bạn học mặc như thế nào hết á. Nhiều khi mình mặc đồ thể dục đi học cũng không có ai nói gì luôn. Mặc đồ ngủ đi học cũng không ai nói gì luôn. Thậm chí trường mình có một ngày gọi là pyjamas day, là cái ngày đó các bạn phải mặc đồ ngủ đi học nữa. Cho nên là các bạn không quan trọng hóa cái việc mặc đồ đi học nhé. Thì cái vấn đề chính của video ngày hôm nay thì mình sẽ mô phỏng lại một ngày mình đi học, mình đem theo những gì. Và hôm nay nhân vật chính của chúng ta là chiếc cặp yêu dấu của mình. Thì chiếc cặp này mình mua ở Montreal vào đợt Giáng sinh vừa rồi. Mình về Montreal, mình đi đám cưới của họ hàng gia đình của mình. Thì mình đã đi đến shopping cái ngày đó là ngày Boxing Day, thì mình đã mua luôn bởi vì nó sale từ bao nhiêu đó còn 37 đồng. Và mình đã quyết định mua luôn. Đây là một chiếc cặp Vans rất là cute. Và mình cũng rất là recommend các bạn, bởi vì nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó đựng được rất là nhiều thứ. Và quan trọng hơn nữa là nó rất là fashion. Trường mình có rất là nhiều người xài đồ Vans luôn đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái cặp này để mình quay xuống cho các bạn dễ coi nhé. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái cặp này ra. Mình cái đầu tiên mình lấy ra là hộp bút. Ok, thì cái hộp bút này mình mua ở Urban Outfitter, là một cái chỗ nó bán đồ dành cho tuổi teen. Nó bán quần áo và nó bán những cái son môi, những cái đồ trang điểm make up và cũng như là dây buộc tóc và vân vân. Thì cái hộp này thực chất của nó không phải là hộp đựng bút, mà cái này là cái hộp đựng đồ trang điểm. Nhưng mà tại vì mình đi mua hộp đựng bút ấy, thì các bạn biết mà cái hộp nó nhỏ xíu rồi, cho nên là mình không có để vừa những cái thứ mà mình muốn để. Mình muốn để cả cái calculator và cái pencil case. Pencil sharpener. Cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ mua cái hộp đựng đồ trang điểm. Cái túi này rất là xinh và mình để đựng đồ làm bút và đồ dùng học tập của mình trong này luôn. Đó, thì trong này mình có cái máy tính Casino. Cái máy tính này thì thật ra mình mua ở Việt Nam, mình không có mua ở đây, bởi vì hồi mà mình mới đi chuẩn bị đi du học á, thì có nhiều bạn ở bên Canada làm YouTube nói mình rằng máy tính ở bên Canada rất là khó xài, cho nên mình đã nói mẹ mình mua cho mình một chiếc máy tính ở Việt Nam luôn, bởi vì mình rất là thích máy tính Casino, dễ xài và cũng có rất là nhiều chức năng nữa. Đây, các bạn có thấy chữ Việt Nam không, tem chống giả đó. Và bây giờ mình xài đến tận bây giờ luôn, mình vẫn còn giữ cái máy tính thôi ở Việt Nam mình xài nữa và nó cũ rồi. Nhưng mà cái máy tính này thì mình nghĩ là mình xài cũng rất là lâu, cho đến khi mình lên đại học. Và những cái thứ hai là mình không thể thiếu, đó là thước kẻ. Bởi vì thước kẻ mình học lý, mà lý thì mình đang học điện, học ánh sáng, học những cái thứ cần phải vẽ hình, cũng như toán thì các bạn học chương hình thì các bạn cũng phải cần có thước kẻ. Không có thước kẻ thì thầy cô cũng có thể cung cấp, nhưng mà các bạn phải tự đi lấy nhiều ngày, ngày nào cũng vậy, thì tại sao mình không mua luôn một cây cho nó tiện đúng không? Cho nên mình có một cái thước kẻ. Và cái thứ ba của mình là pencil sharpener, là cục gọt. Đúng rồi, cục gọt. Cục gọt là một thứ không thể thiếu được. Ở trường thì cũng có cục gọt cho các bạn luôn, nhưng mà cục gọt là mỗi khi mà thi á, tự nhiên viết gì
cái tự nhiên nó gãy một cái thì mình có cục gọt liền để mình gọt, là nó rất là tiện. Mình là một người rất là khá là kỹ về những cái chuyện đó và mình muốn nó tiện lợi. Cái tiếp theo nữa là bút xóa kéo, bởi vì nhiều khi mình viết tựa đề cho bài của mình thì mình viết bút mực đúng không các bạn, và hoặc là bút đen, hoặc là bút dạ, hoặc là highlighter Sharpie gì đó thì mình không viết không được đúng, thì mình còn phải kéo cái này cho nó làm cái note của mình nó đẹp hơn. Vì khi cái note của mình nó đẹp thì mình mới có động lực để mình học bài được. Và cái tiếp theo là những cây bút chì, để mình lại rất là nhiều bút chì. Những cái bút chì gọt này thì mình có rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhìn kỹ đi. Này, cùi luôn. Chỉ có cây này là cái cây lùn nhất ấy, thì nó lại nó lại đủ, nó còn chì á. Mình không hiểu tại sao mấy bạn của mình xài cũng một loại chì mà cứ gọt hoài, gọt đi gọt lại thấy nó bình thường, còn mình gọt đến lúc nào là hư đến lúc đó luôn, mình thấy mình phá chì kinh luôn. Cho nên mình đã quyết định mình mua cái này. Cái này là bút chì kim bấm, rất là tiện. Nhiều khi thì mình cũng thấy nó hơi bị gãy chì, nhưng mà có lẽ là mình mua chì chưa có đủ tốt. Nhưng mà nhìn chung thì cái này nó shape cái nét bút của các bạn nhiều hơn. Và đặc biệt là khi mà các bạn viết mà kiểu cần nét nhỏ thì cái này mình recommend. Cái này là 0.7mm nha các bạn. Và đi kèm với đó là cái cây chì, rất là nhiều chì đây. Thì cũng không có gì nói tới. Gôm. Cái này thì mình vẫn còn ở Việt Nam 2 năm trước, mình không biết tại sao nó lại lòi ra. Nhưng mà bây giờ có xài cũng được. Và rất là những cái này thì mình cũng không muốn nói tới, những cái này là những thứ màu mè hoa lá hệ của mình. Và mình thật ra thì mình hồi xưa mình không có màu mè như vậy đâu, nhưng mà kể từ khi qua bên đây không biết sao nữa, kiểu như là viết nốt ở trong một cái trang giấy mà mình thấy màu mè thì mình dễ hiểu bài hơn, mình học nhanh hơn và mình có động lực để học bài hơn. Cho nên mình có rất là nhiều những cái thứ Sharpie, highlighter, đây là những thứ không thể thiếu. Cái cuối cùng trong cái hộp bút của mình á là cái này. Cái này là gì? Cái này là cái giấy dán để các bạn có thể viết. Ví dụ như các bạn học một cái trang nào đó trong cuốn sách giáo khoa và các bạn muốn take note là cái trang đó nó nói về cái gì đó, thì các bạn ghi tóm gọn lại rồi các bạn dán ở trên đầu. Thì khi mà các bạn mở ra, chỉ cần mở tới cái trang đó, lật bằng cái trang đó là ra rồi. Cho nên cái này cũng rất là quan trọng với mình. Mình mua trên Amazon, hình như một tập của nó là 100 tờ và mình mua 20 tập như vậy thì hình như nó là mười mấy đồng đó. Nhưng mà nó rất là tiện lợi, cho nên mình cũng rất là recommend cho những bạn nào mà cần organized và gọn, kiểu như là cái nào qua cái đó, thì cái này rất là hữu ích luôn. Ok, thì hình như là hộp bút của mình đã hết rồi các bạn ơi, chúng ta hãy cùng đi qua cái tiếp theo thôi nào. Ok, thì cái thứ tiếp theo trong cặp của mình là gì? Hãy cùng xem nhé. Oops, mình mở ra tiếp. Đó chính là một tập folder bằng plastic. Ok, thì lý do tại sao có nhiều bạn thắc mắc, có nhiều bạn sẽ thắc mắc, mình đảm bảo luôn, là tại sao mình không sử dụng cái thứ mà nó có ba lỗ, cái binder. Đúng rồi, cái binder là để mình bỏ giấy vô như những cái bạn du học sinh khác người ta recommend. Đó là cái thứ mình cực kỳ ghét luôn các bạn. Lúc đầu thì mình nghĩ ồ trend ai cũng xài thì mình cũng xài, nhưng mà thật sự khi mà các bạn mua một cái binder lớn hoặc là nhiều cái binder nhỏ, các bạn để giấy theo môn nó rất là gọn gàng, nhưng mà khi các bạn bỏ vào cặp á thì nó chiếm hết diện tích cái cặp của các bạn rồi, cho nên là mình không còn chỗ nào để bỏ những thứ yêu thích của mình nữa. Trong khi cái này rất là tiện, cái này mình là một cái folder bằng plastic cho nên nó sẽ rất là bền và các bạn có thể bỏ được rất là nhiều ngăn trong đây. Mình có rất là nhiều ngăn luôn, và mỗi ngăn như vậy sẽ là một môn, và ngăn cuối cùng của mình sẽ là giấy trắng để các bạn có thể lấy giấy trắng có cả giấy ô ly như thế này để có thể vẽ hình và vẽ những cái graph khi mà các bạn vẽ biểu đồ nữa, cho nên rất là tiện đó. Đây
Thấy không, mình được 3 trên 3 đây. Không phải 3 điểm giá là điểm tối đa đó. Mùng leadership. Và mình rất là vui. Kể từ khi có cái này thì mình không còn muốn xài binder nữa. Và mình thấy rằng cái này rất là tiện luôn. Cho nên mình đã mua rất là nhiều để mình cho các bạn coi mình mua bao nhiêu. Đây. Mình mua tổng cộng là 4 cái và 3 cái này mình chưa có khui luôn đó các bạn. Nhưng mà từ từ mình sẽ khui, năm xong mình sẽ xài và lên đại học mình lại xài tiếp. Rồi, đó, đó là cái folder của mình. Và cái, nếu như các bạn nào thắc mắc rằng trong folder của mình có gì nữa thì maybe mình sẽ chia sẻ ở video tiếp theo. Cái tiếp theo của mình là một cuốn sổ. Tại sao mình lại có sổ trong khi mình đã có giấy để mình ghi rồi? Thì dành cho những môn leadership hoặc là môn accounting, hoặc là những cái môn nhẹ nhẹ mà thầy cô môn, kiểu như là lớp nào thầy cô cũng đưa giấy và nốt cho các bạn, thì các bạn đương nhiên là không còn sổ rồi. Nhưng khi các bạn học những cái môn như là toán và vật lý và hóa học, những cái môn mà cần phải làm bài tập về nhà và tính toán rất là nhiều, thì các bạn nên có những cái notebook này để các bạn làm bài tập, để các bạn gom lại thành một đó, để các bạn gom lại thành một tập luôn, nó khỏi bị lộn xộn. Bởi vì giấy thì nó cũng sẽ nhiều như vậy, nhưng mà nó rời ra rất là messy. Cho nên mình có một cái tập cho môn vật lý. Và hầu như là quarantine vừa rồi, ở nhà mình cũng làm bài tập rất chăm chỉ, chỉ còn có một vài trang thôi nè. Đó. Cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là một cuốn sổ để cho mình ghi nháp những cái các bạn có thể có những cái cuốn sổ dài hơn hoặc mỏng hơn hoặc bự hơn hoặc nhỏ hơn, nhưng mà mình lấy một cuốn sổ mỏng như thế này để khi mà như những cái môn accounting, những cái môn mà nhẹ nhẹ không có nhiều ghi chú, không cần sổ, nhưng mà đôi khi các bạn thầy cô cũng dặn dò các bạn những thứ quan trọng, ví dụ như phải học thuộc cái này cái kia, thì mình sẽ ghi trong cuốn sổ này để cho mình nhớ, mình về nhà mình lọc ra mình sẽ biết là mình cần phải làm cái gì đó. Và đi cùng với cuốn sổ này thì mình sẽ có cái này, các bạn nếu coi những cái video trước của mình thì các bạn cũng sẽ biết là cái này rất là quen thuộc, đó là cuốn calendar của mình, để mình ghi chú lại là ngày hôm nay có thi hay không, hoặc là ngày mai có thi hay không, là một cuốn sổ như thế này và ghi chú lại. Và ở sau cuốn sổ này thì sẽ là những cái trang mà mình sẽ ghi là mình sẽ làm gì vào ngày hôm nay, mình đưa ra những cái goals để cho mình không bị luộc, và mình sẽ keep up với những gì mình làm đó. Cho nên nhờ cái này mà mình trở nên organized hơn và trở nên productive hơn, năng suất hơn, và mình thấy rất là vui. Cái sổ này thì mình không biết bao nhiêu, nhưng cỡ 30 mấy đồng, và mình được tặng vào Giáng sinh vừa rồi, dì của mình tặng. Ok, rất là xinh, các bạn cũng nên có một cuốn nhé. Cái tiếp theo là mình không thể thiếu, ngày nào mình đi học mình cũng đem, mặc dù nó rất là nặng luôn, đó là laptop. Đó, thì cái bao laptop này rất là xinh luôn, cùng màu với cái laptop của mình mua ở Amazon với giá là 27 đồng, cũng không quá mắc, và nó cũng rất là dày, các bạn có thể xem cái chất liệu của nó cực kỳ dày luôn và rất là mịn. Các bạn có thể để một số giấy tờ nếu như các bạn cần thiết, nhưng mình thì không. Còn đây là MacBook, đây là cái mà ngày nào mình đi học mình cũng xài luôn, bởi vì các thầy cô thì hay cho bài tập online hoặc là post bài online, thậm chí ở trong lớp thì các bạn cũng được recommend là sự đem theo laptop của các bạn để có thể dễ dàng làm bài hơn là sử dụng Chromebook trên trường, nó khá là chậm đó. Thì đây là cái MacBook của mình, mình mua nó với giá là 1.800 hay 1.900, thì tính ra tiền Việt Nam có lẽ là 30 mấy triệu. Nhưng mà mình mua ở bên này, thì ở bên ngoài mình có xài thêm một cái nữa, đó là, mình không biết các bạn có thấy hay không, đó là một cái vỏ bọc trong bằng nhựa, mình mua ở một cái shopping mall của người Trung Quốc ở bên này với giá rất là rẻ, 10 đồng. Nhưng mà đi tới đó mất cả 30 đồng tiền xăng. Ok, thì cái cuối cùng là một cuốn sách. Cuốn sách mình đang đọc khá là nát, nhưng mà trường mình cho sao thì mình đọc vậy thôi. Thì cuốn sách này có tên là A Thousand Splendid Sons, nó nói về cuộc sống của những người phụ nữ ở Afghanistan, nó rất là hay và mình cần phải đọc cuốn sách. Có bao nhiêu trang? 420 trang này để làm bài tập của mình.
thì một môn English của mình phải học 3 cuốn sách, một cuốn Shakespeare, một cuốn như thế này và một cuốn đầu tiên mình không nhớ nữa, nhưng mà ba cuốn. Cuốn sách này cơ bản thì mình cũng rất là recommend bởi vì nó cực kỳ hay luôn. Nó rất ý nghĩa, nó nói về quyền phụ nữ và trọng nam khinh nữ, cũng như là những vấn đề xã hội mà các bạn ắt hẳn sẽ rất quan tâm. Đặc biệt các bạn ở Việt Nam thì sẽ thấy ồ, xã hội ở Afghanistan từng có một cái nét gì đó giống với Việt Nam chăng. Thì đi qua cái ngăn nhỏ của mình, ngăn nhỏ của mình thì mình sẽ mở ra đây. Ngăn nhỏ của mình cái gì? Đầu tiên, hand sanitizer. Hand sanitizer là một thứ cực kỳ quan trọng trong mùa quarantine, các bạn còn phải đem theo nhé. Rất là cần thiết. Và để sạch khuẩn, chúng ta còn phải sạch sẽ thì chúng ta mới có thể đi học được. Và cái tiếp theo là cái bóp đựng tiền và thẻ và những cái hồ sơ ID quan trọng, những cái ID quan trọng của mình và cũng có thẻ tích điểm của những cái cửa hàng Optimum, Tim Hortons, thẻ máy bay, thẻ shopping, thẻ rạp xem phim. Rất là nhiều. Nhưng mà mình đã không còn được đi đến những chỗ đó nữa rồi cho nên không tích điểm được. Ở trong này thì có cả mỗi cái chỗ để các bạn để coin cho nó gọn gàng, và những cái này có thẻ học sinh của mình, thẻ ngân hàng, và cái này thương hiệu của nó là Ted Baker. Mình cũng không có mua luôn, cái này thì mình cũng được người nhà mình tặng. Và cái tiếp theo là mình có tai nghe cho điện thoại của mình. Điện thoại của mình là iPhone cho nên mình sử dụng một cái tai nghe có dây. Mình cũng rất là muốn thích cái AirPods, nhưng mà cái lý do tại sao mình không có cái tai nghe không dây á thì tại vì thứ nhất là nó cực kỳ mắc luôn đó các bạn, thứ hai thì mình là một con người rất là dễ là mất đồ cho nên mình nghĩ là mình xài dây là tốt nhất. Nó cũng khá là messy nhưng mà không sao. Và cái tiếp theo là cái lip balm. Cái này là một cái son dưỡng hình tròn, mình cũng rất là thích nó. Khi mà các bạn vào mùa đông, đặc biệt ở bên này mùa đông thì môi các bạn rất là dễ bị khô, thì các bạn ở trong lớp các bạn thầy cô có thể cho các bạn xài cái này và các bạn có thể dưỡng ẩm cái môi của các bạn, dưỡng ẩm cái môi của các bạn rất là tốt. Và cái cuối cùng là một cây son cũng là dưỡng nhưng có một tí xíu màu hồng. Cây son này có thương hiệu là Squid Peach Creamy Peach Oil Lip Gloss. Mình thật sự recommend bạn nào mà đi học mà không muốn lố lăng, mà son môi quá đậm thì cái này cực kỳ tốt luôn. Bởi vì nó, khi mà các bạn son lên, mình đang son này, các bạn có thể thấy được cái môi của mình nó rất là bóng, mình rất là hồng và rất là tự nhiên. Cho nên mình rất là recommend các bạn đi học mà muốn có một tí gì natural, xinh xinh thì cái này. Ok, thì mình nghĩ rằng đó là everything trong chiếc cặp của mình. Và mình mong rằng nó sẽ cho các bạn trong cái việc các bạn chuẩn bị sang bên này du học, các bạn cần phải chuẩn bị những gì, đem những gì trong hàng ngày các bạn đi học. Và mình xin kết thúc video tại đây và mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc và học tập